Bây giờ mình sẽ thử xuống cái ngôi làng ở dưới cái con đường Mã Pì Lèng, tức là con đường từ xuất phát từ thị trấn Mèo Vạc sang Đồng Văn ấy. Hoặc là các bạn đi từ Đồng Văn sang Mèo Vạc thì con đường này nó ở ngay phía dưới nhá. Nếu mà tính từ chỗ cái đoạn đường mà từ tượng đài đi xuống một đoạn thì các bạn có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ nhỏ xinh xắn ở dưới hùm ấy. Thì hôm nay mình sẽ thử đi xuống xem cái ngôi làng này như thế nào. Đấy, đường đi xuống nó rất là bé này các bạn. Nên là bạn nào tay lái yếu thì các bạn đi lên đi cẩn thận. Mình cũng hay quen đi những cái đường như này rồi nhưng mà mình vẫn cảm giác vẫn là rất là sợ ấy. Như cua như này là mình có phải chống chân này các bạn này. Cũng khá là run đấy các bạn. Mình sẽ cố gắng đi xuống tận dưới làng xem thế nào. Đây là lần đầu tiên mình lái đi xuống một cái đường làng mà nó bé như thế này. Nhìn thấy khúc cua này, rất là nguy hiểm. Trời ơi, may là mình còn chống chân đấy các bạn ơi, không này không cẩn thận là các bạn có thể một phát là xuống nương ngô luôn. Nên là các bạn nào mà muốn xuống cái ngôi làng này thì các bạn phải hết sức cẩn thận và tay lái phải là cứng nhá. Trên đường gặp một em bé đang đi chơi, đi lang thang ở đây này. Ở trên này thì trẻ con thường cứ đi bộ, đi lang thang khắp làng các bạn, mình chẳng sợ gì cả. Đây bắt đầu là vào đến khu vực mà dân sinh sống đông hơn. Mình sẽ đi qua một những cái ngõ như thế này. Làng này theo mình đứng mình đếm ở trên kia thì nó cũng chỉ tầm 20 đến 21 hộ gia đình gì đấy đó các bạn. Thế thì nếu mình xuống dưới mình phải hỏi dân ở đây xem là có bao nhiêu hộ gia đình ở chỗ này. Mình bước vào làng thì các bạn nhìn thấy rất là nhiều những ngôi nhà nhỏ nhỏ như này được xây bằng gạch kiên cố nhưng mà hầu như được lợp bằng toàn bằng mái bro hết này các bạn. Xem đây là hình như đây là cái giếng. Xin chào. Hôm nay còn nước không? Không. Ui, cạn thế. Hôm qua mưa không có nước không? Mưa ít rồi à? Mùa này đang là mùa khô ở trên này nữa các bạn. Đây là cái giếng nước để đồng bào dự trữ nước nhưng mà hiện tại nước đang khô còn một tí tí này, tôi qua mưa được có một tẹo nên này các bạn. Nước này thì nước bẩn rồi không dùng được nữa. Này tí nước này thì giặt bao giờ xong nhiều không nhỉ? Kể nó thôi á. À? Giặt qua qua thôi à, phơi lên à. Bà đang bà đang giặt quần áo nhưng mà chỉ có tí nước này. Hay nước này này. Ôi ơi, vẫn phải dùng đây. Ông múc lên là nước đen xì. Nhưng mà mình dùng nước nào để dùng để nấu cơm? Nước cơm chỉ cái dòng cái bể treo ở Mã Pì Lèng. Thế là à cái hồ treo ở Mã Pì Lèng là đi chở nước về. Mà bây giờ hết cả hết rồi. Cạn hết rồi thì gì? Phải xuống sông lấy à? Phải xuống sông nhập quay. Ông bảo bây giờ nước sinh hoạt thì phải xuống sông Nho Quế các bạn ạ. Từ đây xuống sông Nho Quế nó phải tầm chục cây ấy nhỉ? Phải hơn.
đây. Gọi là lên dốc, xuống dốc. Đấy, nếu mà đi đường tắt xuống thì không phải tầm 10 cây, mà đi đường vòng phải hơn 20 cây. Đấy, còn đây là những cái tận dụng những cái rãnh nước như này, tối qua mưa có một tí. Để dùng để giặt quần áo đây này các bạn này. Ông hôm nay bao tuổi rồi? 71 ạ. 71 rồi. Bà cũng thế à? Bà có 79. 79. À, bà hơn tuổi ông à? Nhưng ông bà vẫn còn khỏe được rồi. Đây là nhà của A Định đang bị xây à? Cái nhà bên kia. À. À. Làm lại, hôm trước bị lá lăn ở đây. À, đá lăn xuống làm lại nhà bên kia. Ông bà phải tận dụng từng tí một này các bạn. Tháng 3, tháng 4, tháng 2, tháng 3, tháng 4 tức là sau Tết là thiếu nước trầm trọng luôn. Em này vẫn phải dùng nước này, em gội đầu à? Cháu gội đầu thế này. Có sao không? Có bị ấy không? Vẫn dùng nước dưới này thì gội đầu á? Xong xem lại cái dưới nước nha các bạn. Đấy là em có cái cháu bé kia vẫn dùng cái nước này để gội đầu này các bạn này. Trời ơi, nước mưa tối qua đấy, nó rất là bẩn này các bạn này. Nhưng mà người ta không có sự lựa chọn khác cả. Vì đây quá là thiếu nước. Cái mùa này là mùa khô. Bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 3, tức là sau Tết, ở đây là cực kỳ thiếu nước các bạn. Cái giếng to như thế này mà nước này nước rất là bẩn luôn mà người ta vẫn cứ phải chịu để dùng cái nước này. Em ấy vẫn dùng nước cái hiệu gội đầu, hy vọng là không sao. Chào cô chị. Đây, ngôi làng này rất là đẹp này các bạn này, xanh ngắt luôn. Trên kia chính là đèo Mã Pì Lèng này. Đây, gọi là con đường hạnh phúc đi sang Đồng Văn. Khô quá, khô quá. Khổ quá. Dùng đây là cực kỳ khổ các bạn. Khổ vì thiếu nước. Thiếu độ ăn đã đành và thiếu nước nữa. Đây là gọi là thôn Xéo Xảo Lụng nhé các bạn. Thuộc cái huyện Mèo Vạc. Một cái hồ nước như này thì cạn hết sạch rồi. Không còn tí còn là nước gọi là nước đọng lại thôi. Nước rất là bẩn nhưng mà người dân ở trong thôn này thì cũng tận dụng cái nước này để giặt rũ. Nhưng mà nó có em bé kia thì cũng người ta dùng cái nước này để gội đầu luôn các bạn. Thì không còn sự lựa chọn nào khác. Em ấy vừa cháu gái vừa mới gội đầu xong. Đây, ngôi làng rất là đẹp. Đây chỉ có tầm 20 hộ dân thôi. Cháu còn đi học không? Học lớp mấy rồi? Lớp 6 à? Vẫn đi học cái gì? Mai mới đi học à? Cháu học ở đâu? Mèo Vạc à? Phải lũng. Thì đi buổi sáng về à? Đi sáng chiều về hay là đi ở đấy? Đi đấy cuối tuần mới về à? À. Ở trường nội trú đúng không? Thôi cố gắng học nhá. Đừng bỏ học nhá. Quá xót xa các bạn ạ. Bởi vì là cái cảnh thiếu thốn nước ở những cái bản làng vùng cao, nhất là ở huyện Mèo Vạc, Đồng Văn các bạn. Dân đây thiếu nước rất là trầm trọng luôn. Đây hầu như nhà nào cũng có những cái bức tường rào bằng đá như thế này. Vì dân ở đây xếp đá rất là giỏi nha các bạn. Đấy, không cần phải xi măng gì cả mà nó vẫn ở nha. Chỉ xếp lên này thôi. Những người đang cường nào này. Cũng
ngôi làng cực kỳ yên bình. Và xung quanh là những cái núi đá như này, bên này nữa. Cuộc sống thì cũng rất là vất vả các bạn ạ. Đây, đồng bào ở đây thì chủ yếu là trồng ngô với nuôi thêm con bò, với cả trồng những cái cây lanh hoặc là những cái cây đỗ như này để mang ra chợ bán. Ngoài ra chủ yếu ở đây, cuộc sống người dân ở đây chủ yếu là trồng ngô để ăn nhé các bạn nhé. Đấy, người ta ở trên này chỉ ăn mèn mén thôi, không có gạo ăn như ở dưới xuôi hoặc ở những vùng khác, bởi vì vùng này chỉ có trồng ngô chứ không thể trồng được những cái cây lúa hay cây gạo như bình thường. Đây là chính là những cái cây lanh này, đây chính là cái vườn lanh của đồng bào trồng để làm những cái vải mang ra chợ bán, hoặc người ta sẽ làm những cái bộ quần áo. Nhưng mà những cái bộ quần áo mà làm từ vải lanh mà tự tay người ta làm ấy, người ta sẽ mặc vào những cái dịp rất là đặc biệt. Còn những cái dịp bình thường ấy, hàng ngày, cuộc sống hàng ngày thì người ta sẽ mua những cái váy ở ngoài chợ cũng rất là sặc sỡ. Những cái váy mà làm kiểu công nghiệp ấy, những cái váy đấy thì mua rất là rẻ ở những ngoài chợ, chợ phiên nào cũng bán đấy bạn nhé. Nên người ta sẽ mua những cái đấy. Còn vào những ngày dịp đặc biệt thì người ta sẽ lôi những cái bộ quần áo mà người ta tự làm ấy. Đấy, những cái áo đẹp nhất, trang trọng nhất, những dịp cưới hoặc là đám tang các kiểu người ta sẽ mặc đẹp hơn đấy, trang phục của người ta. Cuộc sống của người ta thì cũng rất là đơn giản mà nói chung là nghèo các bạn ạ, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà ở đây thì các hộ gia đình người ta sống rất là tình cảm đấy, có công việc gì hoặc là có vụ gì thì người ta sẽ sẵn sàng là sắn tay áo lên giúp nhau, không phải thuê mướn gì cả, từ xây nhà cho đến mai chay đám cưới. Đây, người ta tận dụng tất cả những cái cây cỏ voi ấy, sau khi để cao lên thì người ta sẽ cắt tước hết lá và người ta để lại những cành này để làm hàng rào luôn các bạn. Hàng rào đá. Xin chào. Ui à. Vẫn có smartphone để xem nè. Vẫn có nhu cầu giải trí là được. Con của em à? Mới bao tuổi rồi mà là có con? 5 tuổi em. Em à? 25 à? Là có mấy đứa? 2 đứa. 25 tuổi đã có 2 đứa rồi. Thế là lấy vợ sớm. Đông người không? Ở thôn này. Là gần 20 hộ, gần 200 người, gần 300 người, gần 300 người trong làng. Hiện tại là em đi làm gì không hay là ở đây nhà thôi? Xuống thành phố mà đi ấy, đi lái xe cũng được. À, đây là có nhà nuôi cả ong nữa các bạn. Đẹp quá. Mình xuống đây mình cảm thấy rất là yên bình, chẳng muốn lên trên kia luôn. Ở trên này đồng bào còn dùng cái máy bro này, bởi vì người ta không có sự lựa chọn nào khác cả các bạn ạ. Tiền thì không có thì dùng những cái loại vật liệu rẻ nhất thôi. Bãi ngô rất là đẹp. Rào đá. Xin chào. Mấy tuổi rồi? Mấy tháng? 10 tháng. Đi chở khách đi chơi trên kia. Để xuống đây chơi. Trời rất là đẹp quá đây anh. Phi xuống đây xem. Mình Hà Giang. Tối anh ngủ đồng văn. Ở chỗ này là có cái gì đấy? À, chỗ đấy để cái ngô thôi đúng không? Xem cái nương ngô này.
Đấy, ngoài trồng ngô ra còn có rất nhiều cây bí này các bạn này, cây bí và cây rau dền. Ngoài ra còn có những cái đậu đỗ này, đậu tương để làm đậu phụ. Trên này là đồng bào chỉ ăn rất nhiều đậu phụ vì người ta có thể tự làm được. Ngôi làng nhỏ nhưng mà rất là đẹp các bạn, nó xinh đẹp. Đây có cái hàng rào này cực kỳ đẹp các bạn, xếp rất là chỉnh chu, xếp là chỉnh chu. Chào chị. Xin chào. Úi, con chó dữ quá. Đi chơi chơi đây thôi. Con chó đang mang bầu à? Thôi không vào đây, chó dữ quá, sợ. Các bạn người Mông ở đấy rất là thân thiện đấy các bạn nhé. Mình đi vòng vòng mà ai cũng hỏi thăm, rất thân thiện. Đúng là chở hai người là không lên được, chỉ đi một mình đấy các bạn ạ. Những cua rất là gấp. Sang nương ngô chứ còn bình thường là không tránh được. Đây là con đường xuống ngôi làng này, và đây là toàn cảnh cái ngôi làng ở phía bên dưới con đường Hạnh Phúc đi từ Mèo Vạc sang Đồng Văn nhé các bạn nhé. Ở ngay dưới cái đi qua cái đèo Mã Pì Lèng một chút là đến gần đến tượng đài ấy, thì có một ngôi làng ở phía bên dưới này. Đấy, ngôi làng này toàn cái thôn này chỉ có tầm 21 hộ gia đình sinh sống ở đây và chủ yếu là người đồng bào Hơ Mông. Đây là toàn cảnh này các bạn ấy. Một ngôi làng rất là yên bình.
mình xin kết thúc video tại đây. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.